Ok, chúng ta sẽ đến phần thi tiếp theo đúng không ạ? Dạ vâng. À, phần thi tiếp theo, Trà My đang cầm trên tay một tiết mục nghe vô cùng lạ. Bài nhảy có tên đó chính là Chiếc Bụng Đói. Mà khi nhắc đến đói bụng thì Trà My nghĩ ngay đến hình ảnh của những anh chàng developer đang mải mê miệt mài code đến mức quên cả ăn. Và lười quá cuối cùng thì họ lại đi ăn mì tôm ạ. Thực ra đây là bài này không phải là bài về cái kiểu đói như My nghĩ đâu. Đây là cái bài một bài hát của trẻ thế là mình bài hát của trẻ em rất là hay được trình diễn trong cái The Boy Kids anh nhớ như năm vừa rồi hay sao ấy. Thì anh rất là mò khi mà Division 3 lựa chọn ca khúc này để làm phần trình diễn của mình, thì không biết là các bạn có thể mang lại những cái bất ngờ cho ban giám khảo và khán giả các bạn tại đây không ạ? Xin mời các bạn đến từ Division 3. Xin mời các bạn ạ. Mời bạn Huy quay lại sân khấu một chút được không ạ? Bạn Huy ở bên D3 đâu nhỉ? Chúng tôi muốn mời bạn quay lại sân khấu một chút được không ạ?
Vừa rồi thì anh thấy phần trình diễn của Đê Ba rất là dễ thương. Thì anh không rõ rằng là cái bài biểu diễn này của các em thì là từ đâu mà có ha? Thực ra ấy, thì mọi người đều có tuổi thơ rồi anh. Nên là mọi người lớn cả rồi nhưng mọi người đét chán quá là muốn trở về tuổi thơ một tí. Mà lại đét thì lương còm đói lắm anh ạ. Lương còm đói lắm anh Dũng ạ. Và một tráng tay cho Huy đúng không ạ? Nghe không? Không biết anh Dũng có phản đòn gì không nhỉ? Vâng, mic anh Dũng không lên nhưng mà xin phép mình nhắc lại lời của anh Dũng là đề nghị giám đốc của Division 3 tăng lương cho tất cả anh em. Phần vũ đạo này là của Huy tự biên đạo ra hay như nào em? Tự biên đạo ạ. Phần này em tự biên đạo. Wow. Cũng là một rapper nhưng mà bạn ấy lại còn có khả năng biên đạo nhảy nữa. Rất là hiếm có đúng không ạ? Ok, cảm ơn Huy rất là nhiều. Cảm ơn. Một sáng tay nữa dành cho Division 3 đúng không ạ?